Các hãng truyền thông Mỹ mới đây đưa tin, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng ở bang Arizona, tiểu bang cuối cùng có kết quả trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Ông Trump được cho là giành được 312 phiếu đại cử tri so với 226 phiếu của ứng cử viên Đảng Dân chủ, Phó tổng thống Kamala Harris. Theo CNN, cách biệt này cao hơn so với cuộc đua năm 2020 khi tổng thống Joe Biden được 306 phiếu và ông Trump được 232 phiếu. Với kết quả này, ông Trump giành thêm 11 phiếu đại cử tri nâng tổng số phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử năm nay lên 312. Còn bà Kamala Harris giành được 226 phiếu. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa đã thắng ở cả 7 bang chiến trường năm nay, gồm Pennsylvania, Georgia, Bắc Carolina, Michigan, Arizona, Wisconsin và Nevada. Về số phiếu phổ thông, ông Trump hiện giành được 77.644.300 phiếu, còn bà Harris nhận được 70.910.573 phiếu. Năm 2020, ông Trump để thua trước đối thủ Joe Biden ở bang Arizona với kết quả vô cùng xí sao, với chênh lệch 10.457 phiếu bầu. Đây là một trong những bang góp phần giúp ông Biden đắc cử 4 năm trước. Dù truyền thông đã xướng tên ông Trump là người chiến thắng, kết quả chính thức của cuộc bầu cử năm nay chỉ được xác nhận sau khi Quốc hội Mỹ họp toàn thể vào ngày 6 tháng 1 năm 2025 để kiểm đếm phiếu đại cử tri từ các bang và chứng nhận ứng cử viên chiến thắng. Phó Tổng thống Kamala Harris, trong vai trò là Chủ tịch Thượng viện, sẽ chủ trì phiên họp này bà sẽ là người gõ búa chứng nhận chiến thắng cho ông Donald Trump, đồng thời xác nhận bản thân đã thua. Tổng thống Mỹ Joe Biden và bà Harris đều đã chúc mừng chiến thắng của ông Donald Trump, cam kết sẽ chuyển giao quyền lực hòa bình vào ngày 20 tháng 1 năm sau. Ông Biden sẽ mời ông Trump tới Nhà Trắng vào tuần sau, đánh dấu sự bắt đầu cho quá trình chuyển giao quyền lực. Hiện ông Trump đang gặp gỡ các ứng cử viên tiềm năng để bổ nhiệm vào chính quyền mới sau ngày 20 tháng 1 năm 2025. Ông cho hay, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley và cựu ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ không được mời tham gia. Theo The New York Times, điều này đồng nghĩa với việc loại trừ hai nhân vật chủ trương ủng hộ Ukraine giữa lúc Donald Trump muốn cắt giảm viện trợ cho các đồng minh và giảm dính lý quân sự ở nước ngoài. Reuters trước đó đưa tin, ông Trump đã gặp nhà đầu tư nổi tiếng Scott Bessent, người có khả năng được đề cử làm bộ trưởng bộ tài chính. Ông Bessent là nhà sáng lập tập đoàn Key Square, chuyên đầu tư vĩ mô trên toàn cầu. Bộ trưởng bộ tài chính là vị trí quan trọng trong nội các với tầm ảnh hưởng lớn về kinh tế, quản lý và các vấn đề quốc tế. Trong cuộc thảo luận vừa qua của nhóm chiến lược biện Reagan, RISG các chuyên gia nêu ra những điểm chính có thể xuất hiện trong chính sách quốc phòng Mỹ tháng 1 năm 2025 sau khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Theo đó, cựu bộ trưởng lục quân dưới chính quyền ông Trump trước đây, ông Ryan McCarthy cho biết, ngân sách cơ sở của quân đội theo giá trị thực giảm hơn 25% trong 4 năm qua, trong khi các nhu cầu nhiệm vụ tăng vọt gần đây không có dấu hiệu giảm sút một giải pháp trong tình hình này mà chính quyền trump có thể thực hiện sẽ là điều chỉnh quy mô các lực lượng chỉ huy chiến đấu để cân bằng tốt hơn cung và cầu tiếp đến quân đội mỹ có thể tăng cường tuyển quân và sự quân nhằm phù hợp các nhiệm vụ mới việc khôi phục niềm tin vào nhiệm vụ quân sự và thu hút thế hệ quân nhân tiếp theo sẽ đòi hỏi sự lãnh đạo bền bỉ từ cấp cao nhất thứ ba đóng tàu đang là một trong số ít lĩnh vực mà ngân sách quốc phòng mỹ gia tăng chi tiêu trong thập kỷ qua Yêu cầu ngân sách đóng tàu của nước này cho năm 2025 là 32,4 tỷ đô la Mỹ, gấp đôi so với yêu cầu năm 2015 là 12,4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, năm tài chính 2015 chỉ có kế hoạch đóng 8 tàu mới, còn năm 2025 là 9 tàu. Hải quân Mỹ bị mắc kẹt trong vòng lặp đóng tàu, khi số các tàu ngừng hoạt động liên tục vượt quá số tàu đóng mới, làm thu hẹp hạm đội. Ông McCarthy nhấn mạnh rằng, ngoài việc xóa bỏ lĩnh vực này vì thiếu hiệu quả, nếu không có nguồn tài trợ mới để đào ngược tình trạng hiện tại, Hải quân Mỹ sẽ cần phải đánh đổi các chương trình hiện đại hóa khác. Bên cạnh đó, khi không quân Mỹ đang vất vả để cân bằng giữa hiện đại hóa hạt nhân chiến thuật và các nhiệm vụ thông thường, các quan chức ủng hộ chính quyền mới đẩy nhanh quá trình cho nghỉ hưu các máy bay cũ tốn kém. Mặc dù ý tưởng này có giá trị nhưng điều quan trọng là chính quyền tiếp theo phải đảm bảo rằng những khoản cắt giảm này trở thành nguồn tài trợ cho các chương trình mua máy bay mới. Vẫn có tranh luận về việc tái sử dụng các hệ thống cũ như việc Hải quân Mỹ gần đây sửa tên lửa AIM-174B, mở rộng phạm vi hoạt động của máy bay Super Hornet, đưa hệ thống này vào các nhiệm vụ mới và mục tiêu lớn hơn. Chuyên gia cũng đề cập đến quỹ bất động sản thứ tư của Bộ Quốc phòng Mỹ dành cho một loạt các cơ quan và tổ chức quốc phòng bên ngoài các dịch vụ truyền thống, với vai trò và trách nhiệm trải dài từ hoạt động thu thập thông tin tình báo đến nghiên cứu nhạy cảm và phòng thủ tên lửa. Ông McCarthy cho rằng 10 đến 15% trong số 140 tỷ đô la Mỹ này có thể được chính quyền Trump phân bổ lại cho các dịch vụ khác. Mặc dù nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump chứng kiến sự gia tăng chi tiêu quốc phòng so với các dự báo trước đó, nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Theo chuyên gia, việc tái thiết quân đội theo mong muốn của ông Trump bị cản trở do nhiều yếu tố và giờ ông có thể tiếp tục thực hiện điều này. Nếu Tổng thống Trump tìm cách sửa chữa và xây dựng lại quân đội, tăng trưởng ngân sách cao hơn lạm phát sẽ là điều cần thiết trong toàn bộ nhiệm kỳ thứ hai của ông. Theo tờ Kiev Post của Ukraine, Nga đã liên tục sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để tấn công Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022. Trong những tuần gần đây, số lượng các cuộc tấn công vào Kiev và các thành phố khác đã gia tăng mạnh mẽ. Trước đây, UAV được sử dụng như một phương tiện hỗ trợ cho các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Nhưng giờ đây, chúng đã trở thành một phương pháp tấn công độc lập với số lượng ngày càng tăng. Các cuộc tấn công bằng UAV, đặc biệt là dòng xa hết, trước đây chỉ diễn ra hai hoặc ba lần một tuần với sự tham gia của hàng chục thiết bị bay hoặc thấp hơn. Tuy nhiên, hiện nay các cuộc tấn công này diễn ra hàng ngày, thường theo từng đợt trong nhiều giờ, đôi khi có sự tham gia của tới 100 UAV. Sahet 136, hay còn gọi là Zeran 2, theo tên gọi của Nga, chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. UAV này có thể di chuyển với tốc độ lên tới 200 km một giờ, ở phạm vi 1.000 km hoặc hơn, mang theo đầu đạn nổ mạnh nặng 50 kg. Trong tháng 9 vừa qua, Nga đã phóng hơn 1.200 UAV Shahed vào Ukraine và con số này đã tăng lên hơn 2.000 vào tháng 10, nâng tổng số lên hơn 7.000 UAV kể từ đầu năm. Mặc dù hệ thống phòng không của Ukraine đã đánh chặn khoảng 80% số UAV này, vẫn có hơn 1.000 chiếc đến được mục tiêu, gây ra tổn thất đáng kể cho Ukraine. Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay với Ukraine là sự gia tăng mạnh mẽ trong sản xuất UAV Shahed tại khu kinh tế đặc biệt Elabuga của Tatarstan của Nga, cách Moscow khoảng 1.000 km về phía đông việc sản xuất được Nga sử dụng hỗn hợp các thành phần từ Iran, Trung Quốc và phương Tây. Theo Andriy Benchev, kỹ sư người Ukraine về UAV, cấu trúc chính của Sahet rất đơn giản, được làm từ sợi nhựa ép và bìa cứng bên trong. Các nhân viên quân sự Ukraine nhận thấy rằng chiến thuật tấn công bằng UAV của Nga đã thay đổi đáng kể gần đây. Họ bắt đầu sử dụng UAV thay vì tên lửa do gặp khó khăn trong việc sản xuất đủ tên lửa. Việc sử dụng Sahet bay ở tầm thấp giúp chúng khó bị phát hiện hơn và khó bị bắn hạ hơn trong các khu vực đô thị. Đại tá Konstantin Hobachov thuộc lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các mẫu xa hết mới nhất hiện đang trở thành UAV cảm tử thực thụ. Trước đây, chúng có thể bị bắn hạ mà không gây ra hậu quả lớn. Nhưng giờ đây, chất nổ được kích hoạt ngay cả khi có nỗ lực can thiệp vào hoạt động của chúng. Nga không chỉ nỗ lực cải thiện UAV xa hết mà còn giảm chi phí và đơn giản hóa quy trình sản xuất. Ole Katkov, nhà phân tích tại Defense Express Group cho biết, họ đã loại bỏ bộ khởi động động cơ và sử dụng động cơ khác để giảm chi phí, Ngoài việc sản xuất thêm UAV xa Nga còn đang chế tạo một loại UAV chưa xác định, có chức năng hộ tống xa Chuyên gia cát cốp lưu ý, những UAV này thường được sử dụng để hỗ trợ cho các cuộc tấn công hoặc làm mồi nhử. Ngoài ra, Nga đang thử nghiệm các loại đầu đạn mới cho UAV xa Gần đây, một số UAV đã được trang bị đầu đạn nhiệt áp, thiết kế nhằm phá hủy không gian kín. Theo ông Cát Cốp, từ cuối năm 2022, phía Nga đã sử dụng đầu đạn của riêng họ với nhiều giai đoạn hiện đại hóa khác nhau. Sau khi ông Donald Trump đã đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2024, cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng đầu tiên liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cụ thể trong phát biểu vừa qua, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang rất lo ngại về chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Điều này có thể dẫn đến việc Washington đình chỉ viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine. Theo đó, Thủ tướng Fico trả lời phỏng vấn Đài Phát Thanh Slovensko cho biết ông Zelensky rất lo ngại khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ vì điều này có thể dẫn đến việc Washington đình chỉ viện trợ quân sự và tài chính cho Kyiv. Trong cuộc phỏng vấn, thủ tướng Fico cũng thảo luận về cách các chính sách của ông Trump có thể tác động đến chính trị toàn cầu và xung đột Ukraine. Ông đồng thời tiết lộ rằng khi gặp tổng thống Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Budapest, Hungary cách đây ít lâu, nhà lãnh đạo Ukraine có vẻ rất run rẩy. Ông Fico nói: Bạn đã bao giờ thấy một người nào đó lo sợ rằng xung đột sẽ kết thúc chưa? Tôi đã nhìn thấy và tên ông ấy là Volodymyr Zelensky. Thủ tướng Fico nói với người dẫn chương trình, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng ông Zelensky có vẻ rất sốc khi ông Trump thắng cử và lo lắng sẽ có quyết định ngừng viện trợ từ Mỹ. Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ, mà không nêu rõ cách thức ông có thể đạt được điều này. Trong khi đó, Thủ tướng Fico lập luận rằng, giao tranh sẽ không dừng lại chừng nào phương Tây vẫn tiếp tục gửi vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ vào khu vực xung đột. Dù vậy, ông Fico cũng đưa ra ý kiến cho rằng nếu Washington cắt giảm tài trợ cho Kiev, EU sẽ cần điều chỉnh chính sách của mình và thúc đẩy đàm phán thay vì tăng gấp đôi việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, với hy vọng rằng Nga cuối cùng sẽ thua cuộc. Cụ thể, nhà lãnh đạo Slovakia cho biết, vẫn còn ý kiến cho rằng nếu tiếp tục ủng hộ Ukraine, chúng ta sẽ khiến Nga phải khuất phục, nhưng điều đó không hiệu quả. Thủ tướng Fico từ đó lập luận, thúc giục EU thừa nhận logic là sai lầm. EU là một dự án hòa bình và chiến tranh phải bị chấm dứt. Được biết, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vừa qua cũng đã có phiên thảo luận tại Budapest về việc liệu họ có đủ khả năng tiếp tục tài trợ cho quân đội Ukraine hay không, nếu ông Trump quyết định rút lại sự hỗ trợ của Washington.